Các em thân mến, là để bây giờ chúng ta có thể hiểu rõ hơn phản ứng này thì ngay sau đây chúng ta sẽ nghiên cứu cái ví dụ đầu tiên của cái phần là natri hydroxit phản ứng với axit. Ví dụ có nội dung như sau. Cho 0,15 lít hỗn hợp X gồm có dung dịch NaOH này, nồng độ là 0,1 mol trên lít và KOH nồng độ 0,2 mol trên lít vào 0,6 lít hỗn hợp Y gồm dung dịch HNO3 0,1 mol trên lít và axit sulfuric 0,1 mol trên lít thu được dung dịch Z. A. Tính pH của Z và B. Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng. Thì với cái bài này thì chúng ta sẽ thấy rằng bài này là hoàn toàn là bài rất cơ bản thôi. Nhưng mà nó sẽ cơ bản nếu như chúng ta đã học kỹ chương trình lớp 11 rồi, ở chương địa lý rồi, đúng không ạ? Thế thì với cái bài này thì chúng ta làm như thế nào? Có nhiều bạn là chúng ta nhìn thấy luôn ở đây đó là có các chất này có khả năng phản ứng được với nhau này. Thì ngay lập tức chúng ta sẽ viết luôn các phản ứng là chúng ta đặt ẩn chúng ta giải. Nhưng có một điều chúng ta không lưu ý, chúng ta không nhớ như thế này. Nếu như giả sử bây giờ thầy Duy cứ cho rằng các bạn viết được hết phương trình đi, thử đếm của thầy xem có bao nhiêu phương trình. Thử đếm của thầy có bao nhiêu phương trình. NaOH với HNO3 này. NaOH với H2SO4 này. KOH với HNO3 và KOH với H2SO4. Như vậy sơ sơ đã có 4 phương trình rồi. Mà 4 phương trình thì cái việc đặt 4 ẩn nó đã là một cái vấn đề rất là khó rồi. Do vậy là cái vấn đề viết phương trình ở đây thì chúng ta vẫn có thể viết được không sao cả. Nhưng mà về vấn đề giải thì nó sẽ là hơi khó một chút. Thì thay vì như thế thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng theo một cái bản chất của phản ứng. Ở đây là phản ứng của axit với bazơ. Như vậy phản ứng này là phản ứng trung hòa và bản chất của nó chính là H cộng và OH trừ. Như vậy chúng ta sẽ phải tính được số mol H cộng là bao nhiêu này, số mol OH trừ là bao nhiêu và sau đó chúng ta làm nhé. Rồi, chúng ta xử lý luôn nào. Số mol H cộng. Chúng ta làm bằng thói quen này. Muốn tính H cộng cái gì? Vậy muốn tính H cộng chúng ta phải biết là H cộng nó tồn tại ở đâu. Nó tồn tại ở trong axit. Vậy muốn tính H cộng chúng ta phải có số mol axit trước. Ở đây chúng ta sẽ có HNO3 sẽ là 0,6 nhân với 0,1 nhân với 1. Thì cái 0,6 nhân 0,1 này chính là số mol của HNO3. Cần lưu ý nhá, được chưa? Tiếp theo là axit sulfuric. 0,6 nhân với 0,1 nhân với 2. Thì đây là số mol của axit sulfuric như thế này. Được chưa? Đấy, thì chúng ta lưu ý cho thầy đó là với cái trường hợp này thì chúng ta chắc chắn là sẽ có được là số mol rồi, đúng không? Nếu tính nhanh ra thì nó sẽ là bao nhiêu nhỉ?